mừng các bạn đến với người trong văn phòng. Mình đang chuẩn bị đi vô văn phòng đi làm. Và hôm nay mình sẽ chơi cái trò đó là choàng khăn lên để tìm coi ai là sói, ai là người đã ăn bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ. Kênh SCTV. Hôm nay quay gì? Trời ơi, bình tĩnh đang nghe câu hỏi. Bình tĩnh rồi. Bà ơi. Gì? Sao tay bà đô thế? Tay đô này đâu. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình. Bà ơi, sao răng bà thưa thế? Mày trả lời con số già vậy nghe. Không trả lời được, mày là con số già. Sao răng bà thưa thế? Con số già. Anh em giết nó là có một cô nàng, ta có một chút. Bà ơi, sao bà lại ghét màu vàng thế? Từ từ chứ chứ. Trả lời là con sói nha, không trả lời là con sói. Sao bà ghét màu vàng thế? Bà ghét màu vàng tại vì tóc của bà là màu vàng đấy. Cái gì vậy trơn? Chuẩn bị tâm lý vậy trơn. Đây, mày qua đây. Mày qua đây. Bà ơi, sao mặt bà mụn thế? Theo tôi, chúng tôi sẽ hỏi tất cả loại bà trên thế giới này. Trả lời nhanh. Bà ơi, sao bà đọc sách hoài thế? Sách hay. Bà ơi, sao trên người bà nhiều đồ ấp bổ quá? Một bài khảo đó. Bà ơi sao bà mập thế? Mập để đập chết mẹ thằng